chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhau review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu về cái màn hình TFT 2.2 Arduino. Chân tay mình đây là màn hình. Thì đây là cái màn hình có độ phân giải là từ độ phân giải 176x220. Thì trên thị trường có rất nhiều các loại TFT khác, các bạn có thể lên trong web bán linh kiện.vn để tham khảo. Đây, có 7.0, 2.4 và 1.8, tùy vào cái ứng dụng của các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu về cái màn hình TFT 2.2 Arduino ở đây. Cái màn hình này sử dụng điện áp từ 3,3 đến 5V và giao tiếp theo chuẩn SPI. Đó. Và sử dụng cái IC driver, đó là ILI 9225. Và trên màn hình cũng có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ để các bạn giao tiếp lại thẻ nhớ, đọc dữ liệu vào ra thẻ nhớ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành test cái màn hình này với lại kit Arduino Uno R3. Thì ở trên đây mình có chỉnh sửa một cái cốt test đây. Sử dụng thư viện FBI và thư viện của TFT 2.2 ILI 9225. Đây. Thì đây là các cái chân kết nối này. Chân kết nối và chọn chế độ giao tiếp này. Ở dưới này mình đã viết một số cái dòng text và hiển thị màu để test tất cả các cái màu đây. Thì đây là bảng mã màu của TFT 2.2. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối. Thì các bạn cứ kết nối giống như ở trên code đây. Chân reset và chân 8 và các cái chân còn lại tương tự. Đầu tiên thì là cái chân VCC và chân GND. Các bạn cấp vào nguồn 3,3 đến 5V và GND thì vào GND. Bạn bỏ qua hai cái chân LC này. Này, chân LED. Chân LED các bạn cho vào chân số 3 này. Như trên code là chân số 3. Chân clock. Clock vào 13. Chân SDI là vào chân 11 này. Chân giờ S. S vào chân 9. Chân reset này. Chân reset vào chân 8. Rồi, và chân CS. Chân CS vào chân 10. Đây, thì mình đã kết nối xong rồi. Các bạn kết nối như này là sẽ giao tiếp được. Bây giờ mình tiến hành code. Bạn chọn bot này. Arduino Uno. Ở đây là mình là con 6. Đây, đang tiến hành nạp. Thì sau khi nạp xong, chương trình nó sẽ chạy. Đầu tiên là mình in ra các cái dòng text màu tùy chọn này. Đó. Kẻ ô in chữ. Đây, và đây là in cái hình bitmap logo của nhóm đó. Đấy, thì cái màn hình này nó có thư viện hỗ trợ nên là các bạn điều khiển rất là dễ dàng. Các bạn có thể bắn bất cái một cái hình bất kỳ vào. Đấy. Và sau đó là test các cái màu. Thì video hướng dẫn về cái hướng dẫn test cái màn hình TFT 2.2 Arduino của nhóm đến đây là kết thúc. Thì nếu các bạn có muốn tham khảo gì về cái màn hình TFT này thì hãy liên hệ với nhóm, thì nhóm sẽ cố gắng giúp đỡ. Thì video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.